Kính thưa quý vị, dự báo trong những ngày tới ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió đông nam ẩm nên độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao, ban ngày trời sẽ có nắng nhưng nhiệt độ cũng không quá mạnh. Có xuống tăng dần trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn trong những ngày tới. Còn đối với các khu vực phía Tây Bắc Bộ, do nằm gần vùng áp thấp nóng phía Tây nên về trưa và chiều cường độ nắng sẽ khá mạnh với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 33 đến 37 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc của Bắc Bộ, nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 39 độ, có nơi cao hơn. Từ ngày mai, ngày 15 tháng 4, nhiều khả năng sẽ hình thành một vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên về chiều tối ở một số các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có thể chuyển mưa rào và dông. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 21 tháng 4, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông lớn trên diện rộng. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài trong khoảng 3 ngày, đồng thời nhiệt độ cũng có xuống giảm khoảng 3 độ. Ở miền Trung, trong 3 ngày tới, các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Thuận đều sẽ có nắng với mức nhiệt tăng cao trong khoảng từ 31 đến 36 độ và tiếp tục có xuống tăng thêm trong những ngày tiếp theo. Dự báo nắng nóng ở khu vực miền Trung khả năng gia tăng cả về phạm vi vẫn cường độ trong tuần tới. Lui xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ở cả hai khu vực này vẫn sẽ có nắng nhiều với nhiệt độ ở mức cao trong khoảng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ tại khu vực Tây Nguyên. Còn ở khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 35 đến 38 độ, riêng khu vực miền Đông Nam Bộ trên 39 độ, nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đặc biệt là độ ẩm về trưa và chiều ở mức thấp, chỉ từ 40 đến 45%, nên rất có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, bà con cần hết sức đề phòng. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 15 tháng 4. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, về chiều tối và đêm kèm mưa dông vài nơi với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực Tây Bắc là từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông mạnh cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là 34 đến 37 độ, ở miền Đông là từ 36 đến 39 độ. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng.